Lá thư gửi cha. Cha ơi, cha có ước mơ không cha? Cha ơi, thanh xuân của cha là gì? Còn nhớ, có bao giờ cha tự thưởng cho bản thân một điều gì đó không cha? Hình như không. Cha nhỉ, con nhớ cha quá à. Tự nhiên con muốn về nhà, con ôm cha một cái, giống như cách mà ngày xưa cha đã từng làm. Cha thương con nhiều, nhiều lắm đúng không cha? Cha quên đi thanh xuân, quên đi ước mơ, những nguyện vọng và hoài bão. Từ lâu con không còn nghe cha nhắc tới. Cha chỉ có làm và làm thôi. Sáng tờ mờ cha đi làm tới chiều tối. Có mấy hôm cha tranh thủ chờ trưa gì quét nhà, giặt đồ, rửa chén, nấu cơm ăn. Cha còn làm cực lắm, ăn có mỗi cái trứng kho à. Mà cô chú đừng tưởng trứng kho thịt nghiêng, không có đâu. Trứng cha không đập ra, xong bỏ nước mắm vô kho, nó thiệt là mắc cười. Con tưởng ngon lắm, tại cha con ăn từ sáng tới chiều mà ăn ngấu nghiến, ăn thèm tuồng. Con ăn thử, nó mặn lắm cha ơi, nó mặn như những giọt mồ hôi cha đổ xuống, nó mặn như những giọt nước mắt cha khóc thầm từng đêm khi con phải xa gia đình bôn ba nơi đất khách. Nó mặn, mặn như những tháng ngày cơ cực của cha. Hôm qua cha gọi con nè, cha nghe con sụt sịt. Cha hỏi con bệnh hả, mua thuốc uống chưa? Con đi về đi, đừng có làm nữa cực lắm. Mà cha quên rồi, cha không bệnh nhiều hơn con nữa. Cha còn khổ cực gấp mấy trăm lần con luôn. Cha ơi, ngày dài, tháng năm cũng dài, thanh xuân cha đổi bằng sự sống, sự yên bình, và đổi bằng nụ cười của trẻ thơ. Cha từng nói cha ước một lần được ăn con cua bự, con cua ở trên vô tiếng. Con mua gì rồi cha không có ăn. Con cua bự cha nhìn thấy là con cua ở biển, nó không có xa xỉ lắm đâu cha, nó ít tiền thôi à. Và ước mơ của cha con lạ quá, cha chỉ ước làm sao cho con thêm được yên bình. Chưa bao giờ cha làm gì cho bản thân mình hết. Cha làm cho mẹ, làm cho anh chị em con. Con không hình dung được đến một ngày nào đó con về quê, con gọi cha ơi về ăn cơm, mà cha không trả lời nữa. Chắc lúc đó con không biết tìm ai. Cha
xong mình cũng dừng hết cá, cha con tóc bạc cũng nhiều. Cha, cha đừng có đi làm nữa nghe, cha cực khổ cả một đời rồi, giờ cha nghỉ ngơi được chưa? Cha ơi cha, cái vô tiếng nhà mình nhỏ quá, mấy lần con xin cha mua cái mới to hơn, đẹp hơn cho cha coi, thời sự nó vẫn chiếu mỗi ngày, cha con vẫn hằng ngày tiết kiệm cho con, còn nợ cha một đời.